Hôm nay mọi người hãy cùng mình review phòng váy nhà của Mestor nha. Có rất là nhiều bạn hỏi giá váy ở shop dao động từ bao nhiêu. Thì hôm nay mình sẽ bóc giá một số sản phẩm cho các bạn biết nha. Tất cả những mẫu váy này giá chỉ hơn 100 cành hoa thôi à. Từ những đầm body, đầm suông, đầm baby doll và những set váy áo có rất là nhiều mẫu giá dưới 200 cành thôi. Các mẫu đầm thiết kế bao gồm những mẫu đầm công chúa xòe, đầm dạ hội, đầm đi tiệc, đầm đi quẩy cùng đồng bọn, đầm đi chặt chém người yêu cũ. Giá dao động từ 200 đến 300 mấy chục cành. Có rất là nhiều màu, nhiều mẫu, nhiều size cho mấy bà lựa chọn nha. Và đặc biệt là khi mua qua TikTok shop thì giá sẽ giảm hơn rất là nhiều luôn đó mấy bà. Mùa Tết sợ qua shop chật chội thì mấy bà có thể đặt qua TikTok shop cũng rất là ok nha. Đồ thì quá ư là đẹp, đã treo sẵn ngăn nắp trên kệ, đợi các nàng xinh đẹp sang hốt mặc Tết nè.